lý giải hiện tượng mây ngũ sắc liên tục xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 10.000 tia sấm sét dội xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận, kỷ lục thế giới chưa từng có. Sự kiện này là thiên nhiên hay là tâm linh, có liên quan gì đến sư Minh Tuệ? Nói theo khoa học, người ta cho rằng đó là hiện tượng quang học nhiễu xạ ánh sáng giữa hơi nước của mây khi gặp mặt trời. Tuy nhiên sự việc này lại trùng vào thời điểm sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ, người cũng mang y áo ngũ sắc, đã làm chấn động tâm trí, tâm linh của thế gian hơn một tháng qua. Thiên thượng vốn đã khai thị những hiện tượng như thế cho người dân chúng sanh tự giác ngộ, cảm nhận được gì từ khi Đức Ngài Thầy Minh Tuệ xuất hiện. Những tình tiết giống trong phim Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như được tái hiện lại qua mỗi bước chân của Ngài Minh Tuệ và đoàn sư theo Ngài. Nếu ai đã từng xem phim Đức Phật và theo dõi Đức Ngài Minh Tuệ, có những điểm giống nhau trùng khớp đến mức kỳ lạ vi diệu. 3. Lời tiên tri của Ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trước đó đã hơn 500 năm cũng có để lại bài thơ sấm truyền như sau, nói điềm báo của mây ngũ sắc. Vua còn quốc nguyệt cày mây, phong điều vũ thuận thú rầy an dân, phong đăng hòa cốc chứa chan. Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây, chính cung phương khảm vần mây, thức thay thiên tử là nay trị đời. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngoài tài thơ văn và nhân cách xuất chúng của một nhà giáo thì ông còn cực kỳ nổi tiếng vì tài tiên đoán tương lai, ứng nghiệm cả trăm năm. Bên cạnh đó, rạng sáng ngày 5 tháng 6 năm 2024, ông trời như nổi cơn thịnh nộ, giận dữ sấm sét kinh hoàng gần 10.000 lượt sét đánh, rồi xuống thủ đô Hà Nội là nơi thủ phủ sắc lệnh trung ương. Sau khi Đức Ngài Minh Tuệ và các sư thầy nghỉ ngơi vào nửa đêm, đã bị can thiệp đưa đi. Đấy là tội chia rẽ tăng đoàn và làm thân Phật chảy máu trong giáo lý kinh điển Phật có nói. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có hiện tượng sấm sét kinh hoàng như vậy, nhiều người đã liên tưởng tới sư Minh Tuệ nên đã rúng động tâm can. Bài viết này nên tập trung vào mây ngũ sắc video hôm 5 tháng 6 năm 2024 và ảnh mây ngũ sắc vào tháng trước từ khi Ngài Minh Tuệ xuất hiện, gây chấn động lòng dân. Và lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với sấm sét kinh hoàng sáng ngày 5 tháng 6 này, tất cả trùng khớp thời điểm những gì đang diễn ra. Sự xuất hiện của Đức Ngài Minh Tuệ đã gây rúng động mạnh mẽ lan tỏa khắp thời không, chạm vào sâu trong trái tim tâm thức, niềm khao khát cầu đạo của người dân chúng sanh. Bất kể từng hạng người của thế gian này, dù căn cơ trí tuệ thấp hay cao sâu như thế nào, những ai bất giác từng rơi nước mắt vì sư Minh Tuệ, những ai đã và đang mến mộ hoặc tôn kính đảnh lễ và tán thán sư Minh Tuệ, thì họ tất cả đều là con cháu của Đức Phật Như Lai. Những ai đã và đang sân si mỉa mai, phỉ báng xúc phạm chửi rủa hoặc ngăn cản trở ngại gây hại sư Minh Tuệ thì họ tất cả đều là con cháu của Ma Vương. Trích từ chia sẻ của Vạn Minh Cư Sĩ. Hương đức hạnh không ngừng bay xa. Cho tới hôm nay, hạnh đầu đà không còn là cụm từ xa lạ. Nhắc đến hạnh đầu đà, ta sẽ nghĩ ngay đến sư Minh Tuệ, mặc dù ông không phải là người thực hành hạnh này đầu tiên và duy nhất. Điều gì làm nên một liên tưởng mặc định như vậy? Vì hạnh tu này quá khó, không mấy ai làm được, và trong cái thời buổi này nó là thứ gì đó xa lạ, lập dị, kỳ quái. Nên sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã khiến hạnh đầu đà như là pháp tu của riêng ông. Nhìn lại lịch sử, ngay thời Đức Phật tại thế, pháp tu này có không ít người thực hành, nhưng không phải ngẫu nhiên, mà đại đệ tử Ca Diếp được gọi là đệ nhất đầu đà, nghĩa là chỉ ông mới thực hành một cách nghiêm trì và đầy đủ nhất. Lịch sử Phật giáo trải dài gần 2.600 năm, tất nhiên, đã từng có không ít cao tăng, thánh tăng chọn lựa con đường này và đạt được thành tựu viên mãn. Nhắc lại để minh định rằng, không nên nhầm lẫn giữa hạnh đầu đà mà sư Minh Tuệ đang hành trì là giống với cách tu của các nhà sư thuộc phái Cất Sĩ ở miền Nam trước 1975 hay những tu sĩ thuộc phái Nam Tông bây giờ. Giữa họ có một số điểm chung ở các pháp hành và giữ gìn giới hạnh. Nhưng, ở sư Minh Tuệ, ông mới là người thực hành nghiêm MAT và rốt ráo tất cả 13 hạnh đầu đà ấy. Đó là lý do vì sao người ta kính trọng, ngưỡng vọng ông, đặc biệt ngay trong giới tăng ni hoặc những bậc cao tăng đức độ cũng phải tán thán. Vì sao vậy? Vì họ rõ hơn ai hết, ở thời điểm hiện tại, ông là duy nhất. Cho nên, cần hiểu cho đúng, sức hút của ông, sự lan tỏa của ông là do chính giới hạnh mà ông đắc được, chứ không phải là nhờ truyền thông và mạng xã hội, tất nhiên họ cũng có phần trong đó. Vẫn có một số người đánh đồng, việc tu như sư Minh Tuệ cũng đang có đầy ở các nước Phật giáo Nam truyền như Thái Lan, Campuchia, Miến Điện. Xin thưa, điều này không đúng. Ở các nước ấy họ tu thì cũng không khác mấy những tu sĩ Nam Tông ở Việt Nam. Có điều họ đông hơn, mạnh hơn vì Phật giáo nước ta theo Đại Thừa là chủ yếu. Tôi có tham khảo qua một số tu sĩ
mà họ đã đi qua nhiều nước trên thế giới, họ kết luận rằng như sư minh tuệ là rất hiếm. Đặc biệt, khả năng bộ hành đầu trần chân đất đi trên đường nhựa với sức nóng, bỏng da cháy thịt, có lẽ sức chịu đựng đó là vô đối. Nên nhớ, so với thời Ca Diếp đi khất thực, khi ấy chắc chắn không có đường nhựa, chỉ là đường đất và cây cối xanh tươi, bóng mát rất nhiều. Rõ ràng sư minh tuệ đã rèn luyện được một thân kim can để có thể hành cước liên tục, mà trên nét mặt vẫn luôn bình thản, an lạc. Như vậy, thực hành được hạnh đầu đà là một sự phi thường. Cho nên không gì ngạc nhiên khi sư minh tuệ được đánh giá là một tu sĩ kiệt xuất nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, cũng bởi hình ảnh của sư đã khiến bao người tỉnh thức, lột mặt bao kẻ rối gian và nhiều người đã buông bỏ tất cả mà bước theo ông trên con đường cao thượng này. Từ một hạnh đầu đà cứ thế đã có 72 hạnh đầu đà. Ta chưa bàn đến việc 71 hành giả kia có đủ căn cơ, ý chí để đi đến hết con đường hay không. Hoặc giả 71 vị ấy sẽ có bao nhiêu đầu đà đắc đạo. Việc đó không quan trọng, vì đâu phải cứ tu là đắc, cũng như thực tế ngày nay có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu chùa chiền, mà có thấy vị nào đắc quả được đâu. Cho nên, chỉ cần họ dám lựa chọn hạnh tu này đã là một sự dũng cảm hơn người. Thế giới tìm một đầu đà đã hiếm, trong khi đất nước ta lại có cả một đoàn tăng hạnh đầu đà. Vậy, điều này không đáng để Phật giáo Việt Nam tự hào với thế giới hay sao? Có thể nói, hiện tượng này là hy hữu, khiến âm vang các nẻo, rúng động chư thiên, vì ngay cả khi Đức Phật còn tại thế cũng không có đầu đà đông như vậy. Trớ trêu thay, họ không lấy đó làm tự hào mà ngược lại họ không vui, lo lắng, bất an. Thế là đoàn đầu đà phải bị chấm dứt. Có lẽ, nếu không có bước đi này đoàn tăng ấy sẽ còn tăng thêm mỗi ngày và con số là không ai có thể biết trước. Khi ấy không biết thế giới nhìn vào chúng ta với con mắt như thế nào đây. Khi họ bị chặn đứng, chia tách, giải tán, đó là thời khắc u ám, ảm đạm với tất cả những người mộ đạo và lương thiện. Nhưng lập tức, như một tia sáng lóe lên khi mà những con người ấy rải đi khắp nẻo tìm nhau, cũng là lúc hạnh đầu đà xuất hiện mang theo hạt giống bồ đề rải khắp nơi nơi, và một lần nữa hương đức hạnh được lan xa, bay cao. Chỉ cần thấy một vị đầu đà, người ta sẽ nhớ ngay về sư minh tuệ, và chỉ như thế người ta đủ biết người tu là như thế nào. Người tu không cần ăn ngon mặc đẹp, người tu càng không được giữ tiền bạc. Khi đó các giá trị chân, ngụy, chánh, tà, thiện, ác tự khắc lộ rõ, và chúng Phật tử sẽ tự biết họ phải làm gì. Chưa dừng lại ở đó, sức mạnh của hạnh đầu đã như đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người. Nên ngay cả khi không gặp một vị đầu đà trước mặt mà chỉ cần nhìn thấy vài miếng vải rách, vải nhiều màu thì cũng đủ khiến họ nhớ về một đầu đà minh tuệ. Đây cũng chính là giá trị tỉnh thức mà ông đã mang lại. Một khi nó đã gieo vào đầu thì không một quyền lực nào có thể tẩy trắng đi được. Vậy nên, cho dù ông có bước đi hay dừng lại, cho dù những huynh đệ kia có tìm thấy nhau hay tan rã, thì sự tỉnh thức vẫn không thể quay đầu. Nó sẽ tiếp tục hành trình, nó phải hoàn thành sứ mệnh. Và đến một lúc nào đó ta lại thấy hạnh đầu sẽ có ở muôn nơi, có lẽ cũng sớm thôi. Hôm 5 tháng 6 năm 2024 xét ở bầu trời Hà Nội cả ngàn cơn. Hy hữu, kẻ vô thần lại thường hay sợ hãi, người tính thần thì đã có đức tin. Xưa nay thiên nhân cảm ứng, người xưa... Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sự việc sư Minh Tuệ đã tạm dừng bước khất thực mấy ngày qua đã khiến cho quần chúng nhân dân vô cùng quan tâm và lo lắng cho sư. Mọi người đặt câu hỏi, vậy sư đã đi đâu? Sư thực sự đã ẩn tu nơi không ai biết đến, hay là sư đang bị một vấn đề gì đó mang tính chất chủ quan, vân vân? Đường phố không còn những đoàn người tấp nập kéo nhau trên đường đi theo sư Minh Tuệ, thay vào đó là sự im lặng và hoài nghi từ dư luận. Đã có không ít thông tin được chia sẻ trên mạng về việc sư Minh Tuệ tự nguyện dừng việc bộ hành. Song, chúng tôi thiết nghĩ một người phi thường như sư Minh Tuệ thì dù ở đâu, sư cũng sẽ được bảo vệ và gia hộ bởi Phật Pháp. Chắc chắn sư sẽ được bình an. Mặc dù sư đã tạm ngừng việc khất thực, nhưng chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học, các giá trị mà sư đã khơi gợi, nhắc nhở lại cho mọi người dân Việt Nam nói chung, Phật tử nói riêng, sẽ được lưu truyền và gìn giữ mãi về sau. Việc sư Minh Tuệ tạm dừng việc bộ hành, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ
đây là một quyết định phù hợp với thời điểm và bối cảnh hiện nay. Phật tử và quần chúng kính quý sư, nhưng cũng lo cho sư khi có quá nhiều người vì ngưỡng mộ mà theo từng bước chân sư 24/24 trong suốt cả một tháng qua. Sư tạm dừng bộ hành, nhưng bước chân bộ hành của sư đã khắc ghi vào tâm thức của người dân Việt Nam, một hình ảnh sống động của một học trò của Đức Thế Tôn nguyên sơ chân thật nhưng rất dũng mãnh. Sư chỉ bình lặng bước đi mà đã làm lay động hàng triệu trái tim, trở thành một bài pháp sáng chói giác ngộ quần chúng, mang lại cho họ niềm tin về chánh pháp của Đức Phật và niềm tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp ở xung quanh mình. Đối với mọi chúng ta, hình ảnh của Sư Minh Tuệ đã vượt qua phạm vi một tôn giáo. Nó đã làm lay động quần chúng và kể cả những nhà tu hành ở những tôn giáo khác. Và nó không chỉ ở trong phạm vi của Việt Nam, mà nó đã lan ra tới phạm vi của cả thế giới. Hình ảnh của Sư là một hình ảnh của sự đoàn kết, vượt ra khỏi tôn giáo, vượt ra khỏi biên giới của một quốc gia. Hình ảnh đó làm chúng ta thấy rằng thật là tự hào, tuyệt vời và may mắn khi Việt Nam có được một công dân như Sư Minh Tuệ. Hôm nay Sư dừng bộ hành, nhưng những việc làm của Sư Minh Tuệ trước đó chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi đã trở thành một biểu tượng của Đạo Phật, và đó cũng chính là biểu tượng cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Sư kết nối giữa hai giá trị của Đạo Phật và giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta: chân thật, đạo đức, giản dị, mạnh mẽ, từ bi, trí tuệ và đoàn kết. Xin được cúi đầu cảm ơn Sư đã xuất hiện ở nơi đây với chúng ta, để chúng ta có được cái cơ hội nhìn thấy cuộc sống, nhìn thấy Đạo Phật, nhìn thấy dân tộc chúng ta đẹp như thế nào. Sư Minh Tuệ làm chúng tôi nhớ đến một đoạn trong bài Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, một tác phẩm được đánh giá là hùng văn muôn thuở. Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi non bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu cùng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Có thể nói dân tộc Việt Nam chúng ta rất may mắn vì đời nào chúng ta cũng có những hào kiệt. Đất lành thì sinh nhân kiệt. Sư Minh Tuệ xứng đáng là một công dân ưu tú của dân tộc Việt Nam, tấm gương của một bậc chân tu. Sư Minh Tuệ đã cho chúng ta rất nhiều các bài học. Chúng tôi xin chia sẻ một bài viết của một cá nhân được mọi người trên mạng xã hội đặt cho cái tên là Thích Phản Biện, chia sẻ bài học của riêng ông từ tấm gương của Sư Minh Tuệ. Chúng tôi học được 6 chữ rất là quan trọng. Một là thiểu dục tri túc, hai là câu chuyện về cúng dường, ba là câu chuyện về tài sản, bốn là câu chuyện của hành pháp và giảng pháp, năm là câu chuyện thái độ đối với quần chúng, và 6 là mục tiêu tối thượng thiểu dục tri túc ở một bậc chân tu như Sư Minh Tuệ. Chúng ta thấy Sư chỉ ba y một bát, ăn một bữa một ngày, ở ngoài trời, ở nghĩa địa, ở gốc cây, đầu trần chân đất. Đối lập với những hình ảnh giản dị đó là một bộ phận, chúng tôi chỉ dám nói là một bộ phận thôi, và hy vọng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội này. Những con người y áo sang trọng, chùa to tượng lớn, đủ mọi tiện nghi vật chất, đồng hồ đắt tiền, trang sức điện thoại, ô tô, nhà lầu, máy lạnh, đi đâu cũng có người phục dịch, cung phụng cúng dường. Bậc chân tu ăn một bữa một ngày, không nhận tiền, không đòi hỏi cúng dường, chỉ nhận thức ăn vừa đủ một lần trong ngày, không nhận thêm, không để dành qua ngày hôm sau. Khác biệt và đối lập hoàn toàn với một số tu hành, tăng ni, nhận tiền vàng đô la, đất đai,
nhà cửa đang khát khao cúng dường bằng mọi hình thức, mọi thủ đoạn để vơ vét tiền bạc của Phật tử, của chúng sanh. Tài sản của bậc chân tu không có tài sản, không tích lũy, buông bỏ tất cả. Trong khi đó, một số cá nhân tu hành tài sản nhiều vô kể, nhu cầu tích lũy vật chất vô cùng to lớn. Bậc chân tu hành pháp một cách nghiêm túc triệt để. Đây chính là điều mà chúng ta nói đến chữ dũng mạnh đối với sư Minh Tuệ. Nhìn vào sư Minh Tuệ, người phàm chúng ta có thể quan sát thấy bằng mắt, đó là sự nghiêm túc hành pháp của sư. Sư không cần nói nhiều, nhưng mà chính cái thân giáo của sư thì đã là một sự hoằng pháp rất mạnh mẽ. Đối với một số vị chân giả thì sao? Họ ngồi trên ghế cao lộng lẫy như vua chúa, ban phát giáo pháp cho chúng sinh, thường xuyên xuyên tạc giáo lý của Đức Phật, thậm chí còn dám sửa cả ngũ giới của Đức Phật. Họ tự do sàm ngôn, lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và luôn luôn hăm dọa chúng sinh, dùng các thuyết nhân quả độc hại để trục lợi, bắt buộc chúng sinh cúng dường. Thái độ với quần chúng, bậc chân tu nói năng khiêm hạ, xưng con với Phật tử, không bao giờ tự gắn cái mác, các cái danh hiệu và luôn xem mình chỉ là đệ tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà thôi. Còn chân giả thì như một sư vương rất chú trọng nghi lễ, lễ bái, bắt Phật tử quy lại mình. Ai góp ý thì cho là giặc, là phản động, được tổ chức một cách bài bản, có hệ thống. Mạng lưới truyền thông mạnh mẽ bền chặt từ trên xuống, từ trong nước cho tới nước ngoài, đặc biệt gần đây còn xâm nhập sâu sắc vào thanh thiếu niên, một quy mô rất lớn. Những người này bên cạnh việc tu hành thì họ làm đủ thứ nghề, nghề thầy tu, nghề thầy thuốc, nghề thầy bói. Họ bán thuốc, họ chữa bệnh, chữa đủ thứ các loại bệnh, được cho là bệnh nghiệp, bệnh nhân quả. Rồi họ thuyết giảng đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, chứ không phải chỉ giáo lý của Đức Phật. Từ những chuyện tình yêu nam nữ, chuyện quan hệ tình dục, tham ái, đủ thứ chuyện trên đời. Họ gắn trên người mình rất nhiều loại các danh hiệu, tiến sĩ Phật học, tiến sĩ luật học, nhân tài đất Việt, vân vân. Mục tiêu tối thượng của bậc chân tu là ý nguyện tu để trở thành người giác ngộ, để trở thành Đức Phật rất là mạnh mẽ, rất là triệt để. Và chỉ có một mục tiêu duy nhất đó mà thôi. Khi tu hành rồi, thì tự khắc sẽ giáo hóa được chúng sinh. Bài học rất là rõ nét, giống như thời Đức Phật và tăng đoàn của Ngài lúc còn tại thế. Trái ngược với bậc chân tu, chân giả luôn nói đến độ sinh, độ chúng sinh. Buồn cười ở chỗ, chính họ còn tu chưa xong, tu chưa tới đâu, mà lại đi dẫn đường thuyết pháp thì dẫn đường cho ai được. Cũng giống như người không biết bơi, mà lại kéo cả triệu người bơi sang sông với mình, thì chẳng phải sẽ có người bị chết đuối hay sao? Chúng ta thấy rằng, ở đây, chúng tôi chỉ muốn nói rằng, việc so sánh này là so sánh giữa một bậc chân tu với một bộ phận không phải là số đông các vị tu đang lầm đường lạc lối với giáo lý của Đức Phật ngoài kia. Rất rất nhiều các nhà sư chân chính, uy tín và nổi tiếng đang thực hiện con đường Đức Phật đã dạy. Mỗi người có một hạnh nguyện để tu, và chùa to tượng lớn cũng rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ có hàng trăm ngàn tín đồ theo học đạo thì chùa to tượng lớn là đương nhiên. Đây chính là nơi để giáo hóa được đông đảo chúng sinh. Chùa to tượng lớn không phải là không tốt, mà chính hành động của một số cá nhân đang tu tập ở trong đó đang làm mất đi giá trị cốt lõi của đạo Phật, làm cho quần chúng hoang mang. Và họ tự đặt câu hỏi trở lại: chùa to tượng lớn để làm gì? Có ích gì? Trước khi sống và thực tập ở nơi chùa to, người tu hành chân chính phải tu cho triệt để, phải đạt được đỉnh cao của sự giác ngộ giải thoát, buông bỏ được hết mọi tham sân si ở đời của chính mình,
rồi sau đó mới nghĩ tới giác ngộ chúng sinh. Nếu bản thân mình còn chưa tu tới nơi, thực hành chưa tới chốn, mà đã muốn cứu độ chúng sinh thì hãy cẩn trọng với những phát ngôn, những thuyết pháp của chính mình. Rõ ràng trong thời gian qua, khắp mạng xã hội đăng tải lan truyền rất nhiều hình ảnh sai trái của một số vị tu được quần chúng gọi là xàm tăng. Chúng ta quan sát thấy rất rõ rằng một số xàm tăng đã lợi dụng lòng tin vào Phật Pháp của quần chúng và cố tình bẻ cong giáo pháp của Đức Phật, thuyết giảng về nhân quả, truyền bá mê tín dị đoan, gây hoang mang cho dư luận, khiến cho không ít các Phật tử nghe theo bị dẫn dắt vào sự u mê, gây ra một hệ lụy rất đáng tiếc. Khi cái gốc chưa vững mà xây chùa to tượng lớn, thì ở đây còn có ý nghĩa về sự xa hoa phung phí trong lối sống của một bộ phận những người tu. Từ hình ảnh của sư Minh Tuệ, bậc chân tu, và hình ảnh hiện nay trong lối sinh hoạt mà mắt thường có thể quan sát được của một bộ phận các tu sĩ, chúng ta thấy rõ rằng hàm ý về câu chuyện chùa to tượng lớn là để nói lên rằng cái tính thiểu dục tri túc trong câu chuyện này. Chúng tôi tự đặt câu hỏi, liệu đồng tiền và các tài sản vật chất có phải đã và đang làm tha hóa, làm hỏng đi đường tu chân chính của một số tu sĩ hay không? Những con sâu đang làm rầu nồi canh ở ngoài kia, những người đang làm cho Phật Pháp ngày một xa rời quần chúng, mãi cho tới khi sư Minh Tuệ xuất hiện như một cơn mưa rào tẩm mát thân tâm của mỗi người. Người ta ví gặp sư Minh Tuệ giống như người chết khát trên sa mạc gặp được nước. Sư như một luồng ánh sáng hào quang chiếu rọi, xuyên tâm mọi trái tim đang bất ổn, đánh thức niềm tin vào Phật Pháp một cách đầy trí tuệ của mỗi người sau một thời gian dài bị dẫn lối u mê. Nói đến đây, sẽ có một số cá nhân sẽ cho chúng tôi đang cuồng tín sư Minh Tuệ quá mức, bôi nhọ các nhà sư nọ kia. Nhưng không, chúng tôi chỉ đang trình bày quan điểm cá nhân, và chúng tôi chỉ nói đến một số nhà sư xàm tăng hiện rõ trên mạng xã hội những ngày qua. Chúng tôi chỉ nói tới một số rất ít những xàm tăng và những người được chỉ ra này luôn có những bằng chứng hết sức xác thực. Quần chúng lên án các xàm tăng một cách rất rõ ràng trước khi sư Minh Tuệ xuất hiện, chứ không phải là lấy cơ hội của sư Minh Tuệ quần chúng mới nói về câu chuyện này. Hình ảnh của sư Minh Tuệ chỉ như là một phát súng bắn vào đích để thức tỉnh mọi người bằng tiếng vang của nó mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng tự hỏi các nhà sư chân chính cũng đang ở đâu? Các sư có đang lắng nghe quần chúng nhân dân hay không? Khi quần chúng nói về xàm tăng và chỉ ra rất nhiều những biểu hiện của xàm tăng với rất là nhiều bằng chứng rõ rệt, thì các sư đã và đang làm gì? Chỉ đến khi quần chúng chỉ thẳng vào chùa to tượng lớn của một bộ phận tu sĩ sai lệch thì các sư mới bắt đầu lên tiếng bảo vệ cho tôn giáo của mình. Các sư có đang thực sự công bằng với Phật tử quần chúng và với nhân dân cả nước hay không? Liệu chuyện hoằng pháp xây chùa rất to để hoằng pháp, để dạy dỗ cho mọi người có thực sự cần thiết hay không? Trong khi đó, những kẻ xâm phạm giáo pháp của Đức Phật, thay đổi giáo pháp của Đức Phật, nói những điều săn bậy để gọi là trục lợi từ hàng triệu tín đồ, thì các sư im lặng rồi ra một vài văn bản không có tính răn đe, kiểm điểm gì hết. Liệu như vậy thì đã hoằng pháp hay chưa? Trở lại câu chuyện Phật tử, cũng như những người dân luôn luôn tin tưởng và yêu quý giáo pháp của Đức Phật và những người đại diện chân chính của Đức Phật. Chính vì sự tôn trọng đó nên chúng ta mới có chùa to tượng lớn. Nhưng cái rất quan trọng rằng Phật tử và quần chúng cũng rất kỳ vọng các nhà sư chân chính cần phải bước ra thêm một bước nữa khỏi vùng an toàn của mình, nói lên những tiếng nói chân thật của đạo pháp để chống lại những kẻ xàm tăng đang làm hại quần chúng, làm hại Phật pháp và làm hại dân tộc. Sư Minh Tuệ
đã tạm dừng bước khất thực trên đường, nhưng mà chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học, các giá trị mà sư khơi gợi và nhắc nhở lại cho người dân Việt Nam. Các Phật tử sẽ được lưu truyền và gìn giữ những điều hay. Lý giải hiện tượng mây ngũ sắc liên tục xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 10.000 tia sấm sét dội xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận, kỷ lục thế giới chưa từng có. Sự kiện này là thiên nhiên hay là tâm linh, có liên quan gì đến sư Minh Tuệ? Nói theo khoa học, người ta cho rằng đó là hiện tượng quang học nhiễu xạ ánh sáng giữa hơi nước của mây khi gặp mặt trời. Tuy nhiên sự việc này lại trùng vào thời điểm sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ, người cũng mang y áo ngũ sắc, đã làm chấn động tâm trí, tâm linh của thế gian hơn một tháng qua. Thiên thượng vốn đã khai thị những hiện tượng như thế cho người dân chúng sanh tự giác ngộ, cảm nhận được gì từ khi đức ngài thầy Minh Tuệ xuất hiện. Những tình tiết giống trong phim Cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như được tái hiện lại qua mỗi bước chân của ngài Minh Tuệ và đoàn sư theo ngài. Nếu ai đã từng xem phim Đức Phật và theo dõi đức ngài Minh Tuệ, có những điểm giống nhau trùng khớp đến mức kỳ lạ vi diệu. Và lời tiên tri của ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trước đó đã hơn 500 năm cũng có để lại bài thơ sấm truyền như sau, nói điềm báo của mây ngũ sắc. Vua còn quốc nguyệt cày mây, phong điều vũ thuận thú rầy an dân, phong đăng hòa cốc chứa chan. Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây, chính cung phương khảm vần mây, thức thay thiên tử là nay trị đời. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngoài tài thơ văn và nhân cách xuất chúng của một nhà giáo thì ông còn cực kỳ nổi tiếng vì tài tiên đoán tương lai, ứng nghiệm cả trăm năm. Bên cạnh đó, rạng sáng ngày 5 tháng 6 năm 2024, ông trời như nổi cơn thịnh nộ, giận dữ sấm sét kinh hoàng gần 10.000 lượt sét đánh, rồi xuống thủ đô Hà Nội là nơi thủ phủ sắc lệnh trung ương. Sau khi đức ngài Minh Tuệ và các sư thầy nghỉ ngơi vào nửa đêm, đã bị can thiệp đưa đi. Đấy là tội chia rẽ tăng đoàn và làm thân Phật chảy máu trong giáo lý kinh điển Phật có nói. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có hiện tượng sấm sét kinh hoàng như vậy, nhiều người đã liên tưởng tới sư Minh Tuệ nên đã rúng động tâm can. Bài viết này nên tập trung vào mây ngũ sắc video hôm 5 tháng 6 năm 2024 và ảnh mây ngũ sắc vào tháng trước, từ khi ngài Minh Tuệ xuất hiện, gây chấn động lòng dân, và lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với sấm sét kinh hoàng sáng ngày 5 tháng 6 này, tất cả trùng khớp thời điểm những gì đang diễn ra. Sự xuất hiện của đức ngài Minh Tuệ đã gây rúng động mạnh mẽ lan tỏa khắp thời không, chạm vào sâu trong trái tim tâm thức, niềm khao khát cầu đạo của người dân chúng sanh. Bất kể từng hạng người của thế gian này, dù căn cơ trí tuệ thấp hay cao sâu như thế nào, những ai bất giác từng rơi nước mắt vì sư Minh Tuệ, những ai đã và đang mến mộ hoặc tôn kính đảnh lễ và tán thán sư Minh Tuệ, thì họ tất cả đều là con cháu của Đức Phật Như Lai. Những ai đã và đang sân si mỉa mai, vị bán xúc phạm chửi rủa hoặc ngăn cản trở ngại gây hại sư Minh Tuệ thì họ tất cả đều là con cháu của Ma Vương. Trích từ chia sẻ của Vạn Minh Cư Sĩ. Hương đức hạnh không ngừng bay xa. Cho tới hôm nay, hạnh Đầu Đà không còn là cụm từ xa lạ. Nhắc đến hạnh Đầu Đà, ta sẽ nghĩ ngay đến sư Minh Tuệ, mặc dù ông không phải là người thực hành hạnh này đầu tiên và duy nhất. Điều gì làm nên một liên tưởng mặc định như vậy? Vì hạnh tu này quá khó, không mấy ai làm được, và trong cái thời buổi này nó là thứ gì đó xa lạ, lập dị, kỳ quái. Nên sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã khiến hạnh Đầu Đà như là pháp tu của riêng ông. Nhìn lại lịch sử, ngay thời Đức Phật tại thế, pháp tu này có không ít người thực hành, nhưng không phải ngẫu nhiên, mà đại đệ tử Ca Diếp được gọi là đệ nhất Đầu Đà, nghĩa là chỉ ông mới thực hành một cách nghiêm trì và đầy đủ nhất. Lịch sử Phật giáo trải dài gần 2.600 năm, tất nhiên, đã từng có không ít cao tăng, thánh tăng chọn lựa con đường này và đạt được thành tựu viên mãn. Nhắc lại để minh định rằng, không nên nhầm lẫn giữa hạnh Đầu Đà mà sư Minh Tuệ đang hành trì là giống với cách tu của các nhà sư thuộc phái Cất Sĩ ở miền Nam trước 1975 hay những tu sĩ thuộc phái Nam Tông bây giờ. Giữa họ có một số điểm chung ở các pháp hành và giữ gìn giới hạnh. Nhưng, ở sư Minh Tuệ, ông mới là người thực hành nghiêm MAT và rốt ráo tất cả 13 hạnh Đầu Đà ấy. Đó là lý do vì sao người ta kính trọng, ngưỡng vọng ông, đặc biệt ngay trong giới tăng ni hoặc những bậc cao tăng đức độ cũng phải tán thán. Vì sao vậy? Vì họ rõ hơn ai hết, ở thời điểm hiện tại, ông là duy nhất. Cho nên, cần hiểu cho đúng, sức hút của ông, sự lan tỏa của ông là do chính giới hạnh mà ông đắc được, chứ không phải là nhờ truyền thông và mạng xã hội, tất nhiên họ cũng có phần trong đó. Vẫn có một số người đánh đồng, việc tu như sư Minh Tuệ,
cũng đang có đầy ở các nước Phật giáo Nam truyền như Thái Lan, Campuchia, Miến Điện. Xin thưa, điều này không đúng. Ở các nước ấy họ tu thì cũng không khác mấy những tu sĩ Nam Tông ở Việt Nam. Có điều họ đông hơn, mạnh hơn vì Phật giáo nước ta theo Đại Thừa là chủ yếu. Tôi có tham khảo qua một số tu sĩ mà họ đã đi qua nhiều nước trên thế giới. Họ kết luận rằng như sư Minh Tuệ là rất hiếm. Đặc biệt, khả năng bộ hành đầu trần chân đất đi trên đường nhựa với sức nóng, bỏng da cháy thịt, có lẽ sức chịu đựng đó là vô đối. Nên nhớ, so với thời Ca Diếp đi khất thực, khi ấy chắc chắn không có đường nhựa, chỉ là đường đất và cây cối xanh tươi, bóng mát rất nhiều. Rõ ràng sư Minh Tuệ đã rèn luyện được một thân kim can để có thể hành cước liên tục mà trên nét mặt vẫn luôn bình thản, an lạc. Như vậy, thực hành được hạnh đầu đà là một sự phi thường. Cho nên không gì ngạc nhiên khi sư Minh Tuệ được đánh giá là một tu sĩ kiệt xuất nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, cũng bởi hình ảnh của sư đã khiến bao người tỉnh thức, lột mặt bao kẻ rối gian và nhiều người đã buông bỏ tất cả mà bước theo ông trên con đường cao thượng này. Từ một hạnh đầu đà cứ thế đã có 72 hạnh đầu đà. Ta chưa bàn đến việc 71 hành giả kia có đủ căn cơ, ý chí để đi đến hết con đường hay không. Hoặc giả 71 vị ấy sẽ có bao nhiêu đầu đà đắc đạo. Việc đó không quan trọng, vì đâu phải cứ tu là đắc, cũng như thực tế ngày nay có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu chùa chiền, mà có thấy vị nào đắc quả được đâu. Cho nên, chỉ cần họ dám lựa chọn hạnh tu này đã là một sự dũng cảm hơn người. Thế giới tìm một đầu đà đã hiếm, trong khi đất nước ta lại có cả một đoàn tăng hạnh đầu đà. Vậy, điều này không đáng để Phật giáo Việt Nam tự hào với thế giới hay sao? Có thể nói, hiện tượng này là hy hữu, khiến âm vang các nẻo, rúng động chư thiên, vì ngay cả khi Đức Phật còn tại thế cũng không có đầu đà đông như vậy. Trớ trêu thay, họ không lấy đó làm tự hào mà ngược lại họ không vui, lo lắng, bất an. Thế là đoàn đầu đà phải bị chấm dứt. Có lẽ, nếu không có bước đi này đoàn tăng ấy sẽ còn tăng thêm mỗi ngày và con số là không ai có thể biết trước. Khi ấy không biết thế giới nhìn vào chúng ta với con mắt như thế nào đây. Khi họ bị chặn đứng, chia tách, giải tán, đó là thời khắc u ám, ảm đạm với tất cả những người mộ đạo và lương thiện. Nhưng lập tức, như một tia sáng lóe lên khi mà những con người ấy rải đi khắp nẻo tìm nhau, cũng là lúc hạnh đầu đà xuất hiện mang theo hạt giống bồ đề rải khắp nơi nơi, và một lần nữa hương đức hạnh được lan xa, bay cao. Chỉ cần thấy một vị đầu đà, người ta sẽ nhớ ngay về sư Minh Tuệ, và chỉ như thế người ta đủ biết người tu là như thế nào. Người tu không cần ăn ngon mặc đẹp, người tu càng không được giữ tiền bạc. Khi đó các giá trị chân, ngụy, chánh, tà, thiện, ác tự khắc lộ rõ, và chúng Phật tử sẽ tự biết họ phải làm gì. Chưa dừng lại ở đó, sức mạnh của hạnh đầu đã như đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người, nên ngay cả khi không gặp một vị đầu đà trước mặt mà chỉ cần nhìn thấy vài miếng vải rách, vải nhiều màu thì cũng đủ khiến họ nhớ về một đầu đà Minh Tuệ. Đây cũng chính là giá trị tỉnh thức mà ông đã mang lại, một khi nó đã gieo vào đầu thì không một quyền lực nào có thể tẩy trắng đi được. Vậy nên, cho dù ông có bước đi hay dừng lại, cho dù những huynh đệ kia có tìm thấy nhau hay tan rã, thì sự tỉnh thức vẫn không thể quay đầu. Nó sẽ tiếp tục hành trình, nó phải hoàn thành sứ mệnh, và đến một lúc nào đó ta lại thấy hạnh đầu sẽ có ở muôn nơi, có lẽ cũng sớm thôi. Hôm 5 tháng 6 năm 2024 xét ở bầu trời Hà Nội cả ngàn cơn, hy hữu. Kẻ vô thần lại thường hay sợ hãi, người tính thần thì đã có đức tin. Xưa nay thiên nhân cảm ứng, người xưa... Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sự việc sư Minh Tuệ đã tạm dừng bước khất thực mấy ngày qua đã khiến cho quần chúng nhân dân vô cùng quan tâm và lo lắng cho sư. Mọi người đặt câu hỏi, vậy sư đã đi đâu? Sư thực sự đã ẩn tu nơi không ai biết đến, hay là sư đang bị một vấn đề gì đó mang tính chất chủ quan, vân vân? Đường phố không còn những đoàn người tấp nập kéo nhau trên đường đi theo sư Minh Tuệ, thay vào đó là sự im lặng và hoài nghi từ dư luận. Đã có không ít thông tin được chia sẻ trên mạng về việc sư Minh Tuệ tự nguyện dừng việc bộ hành. Song, chúng tôi thiết nghĩ một người phi thường như sư Minh Tuệ thì dù ở đâu, sư cũng sẽ được bảo vệ và gia hộ bởi Phật Pháp. Chắc chắn sư sẽ được bình an. Mặc dù sư đã tạm ngừng việc khất thực, nhưng chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu quần chúng ở khắp nơi
tiếp nối các bài học, các giá trị mà sư đã khơi gợi, nhắc nhở lại cho mọi người dân Việt Nam nói chung, Phật tử nói riêng, sẽ được lưu truyền và gìn giữ mãi về sau. Việc sư Minh Tuệ tạm dừng việc bộ hành, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một quyết định phù hợp với thời điểm và bối cảnh hiện nay. Phật tử và quần chúng kính quý sư, nhưng cũng lo cho sư khi có quá nhiều người vì ngưỡng mộ mà theo từng bước chân sư 24/24 trong suốt cả một tháng qua. Sư tạm dừng bộ hành, nhưng bước chân bộ hành của sư đã khắc ghi vào tâm thức của người dân Việt Nam, một hình ảnh sống động của một học trò của Đức Thế Tôn nguyên sơ chân thật nhưng rất dũng mãnh. Sư chỉ bình lặng bước đi mà đã làm lay động hàng triệu trái tim, trở thành một bài pháp sáng chói giác ngộ quần chúng, mang lại cho họ niềm tin về chánh pháp của Đức Phật và niềm tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp ở xung quanh mình. Đối với mọi chúng ta, hình ảnh của sư Minh Tuệ đã vượt qua phạm vi một tôn giáo. Nó đã làm lay động quần chúng và kể cả những nhà tu hành ở những tôn giáo khác. Và nó không chỉ ở trong phạm vi của Việt Nam, mà nó đã lan ra tới phạm vi của cả thế giới. Hình ảnh của sư là một hình ảnh của sự đoàn kết, vượt ra khỏi tôn giáo, vượt ra khỏi biên giới của một quốc gia. Hình ảnh đó làm chúng ta thấy rằng thật là tự hào, tuyệt vời và may mắn khi Việt Nam có được một công dân như sư Minh Tuệ. Hôm nay sư dừng bộ hành, nhưng những việc làm của sư Minh Tuệ trước đó chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi đã trở thành một biểu tượng của Đạo Phật. Và đó cũng chính là biểu tượng cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Sư kết nối giữa hai giá trị của Đạo Phật và giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chân thật, đạo đức, giản dị, mạnh mẽ, từ bi, trí tuệ và đoàn kết. Xin được cúi đầu cảm ơn sư đã xuất hiện ở nơi đây với chúng ta, để chúng ta có được cái cơ hội nhìn thấy cuộc sống, nhìn thấy Đạo Phật, nhìn thấy dân tộc chúng ta đẹp như thế nào. Sư Minh Tuệ làm chúng tôi nhớ đến một đoạn trong bài cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, một tác phẩm được đánh giá là hùng văn muôn thuở. Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi non bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu, cùng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Có thể nói dân tộc Việt Nam chúng ta rất may mắn, vì đời nào chúng ta cũng có những hào kiệt. Đất lành thì sinh nhân kiệt. Sư Minh Tuệ xứng đáng là một công dân ưu tú của dân tộc Việt Nam, tấm gương của một bậc chân tu. Sư Minh Tuệ đã cho chúng ta rất nhiều các bài học. Chúng tôi xin chia sẻ một bài viết của một cá nhân được mọi người trên mạng xã hội đặt cho cái tên là Thích Phản Biện, chia sẻ bài học của riêng ông từ tấm gương của Sư Minh Tuệ. Chúng tôi học được 6 chữ rất là quan trọng. Một là thiểu dục tri túc, hai là câu chuyện về cúng dường, ba là câu chuyện về tài sản, bốn là câu chuyện của hành pháp và giảng pháp, năm là câu chuyện thái độ đối với quần chúng, và sáu là mục tiêu tối thượng thiểu dục tri túc ở một bậc chân tu như sư Minh Tuệ. Chúng ta thấy sư chỉ ba y một bát, ăn một bữa một ngày, ở ngoài trời, ở nghĩa địa, ở gốc cây, đầu trần chân đất. Đối lập với những hình ảnh giản dị đó là một bộ phận. Chúng tôi chỉ dám nói là một bộ phận thôi, và hy vọng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội này. Những con người y áo sang trọng, chùa to tượng lớn, đủ mọi tiện nghi vật chất, đồng hồ đắt tiền, trang sức điện thoại, ô tô, nhà lầu, máy lạnh, đi đâu cũng có người phục dịch, cung phụng cúng dường. Bậc chân tu ăn một bữa một ngày,
không nhận tiền, không đòi hỏi cúng dường, chỉ nhận thức ăn vừa đủ một lần trong ngày, không nhận thêm, không để dành qua ngày hôm sau. Khác biệt và đối lập hoàn toàn với một số tu hành, tăng ni, nhận tiền vàng đô la, đất đai, nhà cửa, đang khát khao cúng dường bằng mọi hình thức, mọi thủ đoạn để vơ vét tiền bạc của Phật tử, của chúng sanh. Tài sản của bậc chân tu, không có tài sản, không tích lũy, buông bỏ tất cả. Trong khi đó, một số cá nhân tu hành, tài sản nhiều vô kể, nhu cầu tích lũy vật chất vô cùng to lớn. Bậc chân tu hành pháp một cách nghiêm túc triệt để. Đây chính là điều mà chúng ta nói đến chữ dũng mạnh đối với sư Minh Tuệ. Nhìn vào sư Minh Tuệ, người phàm chúng ta có thể quan sát thấy bằng mắt, đó là sự nghiêm túc hành pháp của sư. Sư không cần nói nhiều, nhưng mà chính cái thân giáo của sư thì đã là một sự hoằng pháp rất mạnh mẽ. Đối với một số vị chân giả thì sao? Họ ngồi trên ghế cao lộng lẫy như vua chúa, ban phát giáo pháp cho chúng sinh, thường xuyên xuyên tạc giáo lý của Đức Phật, thậm chí còn dám sửa cả ngũ giới của Đức Phật. Họ tự do sàm ngôn, lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và luôn luôn hăm dọa chúng sinh, dùng các thuyết nhân quả độc hại để trục lợi, bắt buộc chúng sinh cúng dường. Thái độ với quần chúng, bậc chân tu nói năng khiêm hạ, xưng con với Phật tử, không bao giờ tự gắn cái mác, các cái danh hiệu và luôn xem mình chỉ là đệ tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà thôi. Còn chân giả thì như một sư vương rất chú trọng nghi lễ, lễ bái, bắt Phật tử quỳ lại mình. Ai góp ý thì cho là giặc, là phản động, được tổ chức một cách bài bản, có hệ thống. Mạng lưới truyền thông mạnh mẽ bền chặt từ trên xuống, từ trong nước cho tới nước ngoài, đặc biệt gần đây còn xâm nhập sâu sắc vào thanh thiếu niên, một quy mô rất lớn. Những người này bên cạnh việc tu hành thì họ làm đủ thứ nghề, nghề thầy tu, nghề thầy thuốc, nghề thầy bói. Họ bán thuốc, họ chữa bệnh, chữa đủ thứ các loại bệnh, được cho là bệnh nghiệp, bệnh nhân quả. Rồi họ thuyết giảng đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, chứ không phải chỉ giáo lý của Đức Phật. Từ những chuyện tình yêu nam nữ, chuyện quan hệ tình dục, tham ái, đủ thứ chuyện trên đời. Họ gắn trên người mình rất nhiều loại các danh hiệu, tiến sĩ Phật học, tiến sĩ luật học, nhân tài đất Việt, vân vân. Mục tiêu tối thượng của bậc chân tu là ý nguyện tu để trở thành người giác ngộ, để trở thành Đức Phật rất là mạnh mẽ, rất là triệt để. Và chỉ có một mục tiêu duy nhất đó mà thôi. Khi tu hành rồi, thì tự khắc sẽ giáo hóa được chúng sinh. Bài học rất là rõ nét, giống như thời Đức Phật và tăng đoàn của Ngài lúc còn tại thế. Trái ngược với bậc chân tu, chân giả luôn nói đến độ sinh, độ chúng sinh. Buồn cười ở chỗ, chính họ còn tu chưa xong, tu chưa tới đâu, mà lại đi dẫn đường thuyết pháp thì dẫn đường cho ai được. Cũng giống như người không biết bơi, mà lại kéo cả triệu người bơi sang sông với mình, thì chẳng phải sẽ có người bị chết đuối hay sao? Chúng ta thấy rằng, ở đây, chúng tôi chỉ muốn nói rằng, việc so sánh này là so sánh giữa một bậc chân tu với một bộ phận không phải là số đông các vị tu đang lầm đường lạc lối với giáo lý của Đức Phật ngoài kia. Rất rất nhiều các nhà sư chân chính, uy tín và nổi tiếng đang thực hiện con đường Đức Phật đã dạy. Mỗi người có một hạnh nguyện để tu, và chùa to tượng lớn cũng rất là quan trọng. Bởi vì bây giờ có hàng trăm ngàn tín đồ theo học đạo, thì chùa to tượng lớn là đương nhiên. Đây chính là nơi để giáo hóa được đông đảo chúng sinh. Chùa to tượng lớn không phải là không tốt, mà chính hành động của một số cá nhân đang tu tập ở trong đó đang làm mất đi giá trị cốt lõi của đạo Phật, làm cho quần chúng hoang mang, và họ tự đặt câu hỏi trở lại,
chùa to tượng lớn để làm gì? Có ích gì? Trước khi sống và thực tập ở nơi chùa to, người tu hành chân chính phải tu cho triệt để, phải đạt được đỉnh cao của sự giác ngộ giải thoát, buông bỏ được hết mọi tham sân si ở đời của chính mình, rồi sau đó mới nghĩ tới giác ngộ chúng sinh. Nếu bản thân mình còn chưa tu tới nơi, thực hành chưa tới chốn, mà đã muốn cứu độ chúng sinh thì hãy cẩn trọng với những phát ngôn, những thuyết pháp của chính mình. Rõ ràng trong thời gian qua, khắp mạng xã hội đăng tải lan truyền rất nhiều hình ảnh sai trái của một số vị tu được quần chúng gọi là xàm tăng. Chúng ta quan sát thấy rất rõ rằng một số xàm tăng đã lợi dụng lòng tin vào Phật Pháp của quần chúng và cố tình bẻ cong giáo Pháp của Đức Phật, thuyết giảng về nhân quả, truyền bá mê tín dị đoan, gây hoang mang cho dư luận, khiến cho không ít các Phật tử nghe theo bị dẫn dắt vào sự u mê, gây ra một hệ lụy rất đáng tiếc. Khi cái gốc chưa vững mà xây chùa to tượng lớn, thì ở đây còn có ý nghĩa về sự xa hoa phung phí trong lối sống của một bộ phận những người tu. Từ hình ảnh của Sư Minh Tuệ, bậc chân tu, và hình ảnh hiện nay trong lối sinh hoạt mà mắt thường có thể quan sát được của một bộ phận các tu sĩ, chúng ta thấy rõ rằng hàm ý về câu chuyện chùa to tượng lớn là để nói lên rằng cái tính thiểu dục tri túc trong câu chuyện này. Chúng tôi tự đặt câu hỏi liệu đồng tiền và các tài sản vật chất có phải đã và đang làm tha hóa, làm hỏng đi đường tu chân chính của một số tu sĩ hay không? Những con sâu đang làm rầu nồi canh ở ngoài kia, những người đang làm cho Phật Pháp ngày một xa rời quần chúng, mãi cho tới khi Sư Minh Tuệ xuất hiện như một cơn mưa rào tẩm mát thân tâm của mỗi người. Người ta ví gặp Sư Minh Tuệ giống như người chết khát trên sa mạc gặp được nước. Sư như một luồng ánh sáng hào quang chiếu rọi, xuyên tâm mọi trái tim đang bất ổn, đánh thức niềm tin vào Phật Pháp một cách đầy trí tuệ của mỗi người sau một thời gian dài bị dẫn lối u mê. Nói đến đây, sẽ có một số cá nhân sẽ cho chúng tôi đang cuồng tín Sư Minh Tuệ quá mức, bôi nhọ các nhà sư nọ kia. Nhưng không, chúng tôi chỉ đang trình bày quan điểm cá nhân, và chúng tôi chỉ nói đến một số nhà sư xàm tăng hiện rõ trên mạng xã hội những ngày qua. Chúng tôi chỉ nói tới một số rất ít những xàm tăng và những người được chỉ ra này luôn có những bằng chứng hết sức xác thực. Quần chúng lên án các xàm tăng một cách rất rõ ràng trước khi Sư Minh Tuệ xuất hiện, chứ không phải là lấy cơ hội của Sư Minh Tuệ quần chúng mới nói về câu chuyện này. Hình ảnh của Sư Minh Tuệ chỉ như là một phát súng bắn vào đích để thức tỉnh mọi người bằng tiếng vang của nó mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng tự hỏi các nhà sư chân chính cũng đang ở đâu? Các sư có đang lắng nghe quần chúng nhân dân hay không? Khi quần chúng nói về xàm tăng và chỉ ra rất nhiều những biểu hiện của xàm tăng với rất là nhiều bằng chứng rõ rệt, thì các sư đã và đang làm gì? Chỉ đến khi quần chúng chỉ thẳng vào chùa to tượng lớn của một bộ phận tu sĩ sai lệch, thì các sư mới bắt đầu lên tiếng bảo vệ cho tôn giáo của mình. Các sư có đang thực sự công bằng với Phật tử quần chúng và với nhân dân cả nước hay không? Liệu chuyện hoằng pháp xây chùa rất to để hoằng pháp, để dạy dỗ cho mọi người có thực sự cần thiết hay không? Trong khi đó, những kẻ xâm phạm giáo pháp của Đức Phật, thay đổi giáo pháp của Đức Phật, nói những điều săn bậy để gọi là trục lợi từ hàng triệu tín đồ, thì các sư im lặng rồi ra một vài văn bản không có tính răn đe, kiểm điểm gì hết. Liệu như vậy thì đã hoằng pháp hay chưa? Trở lại câu chuyện Phật tử, cũng như những người dân luôn luôn tin tưởng và yêu quý giáo pháp của Đức Phật và những người đại diện chân chính của Đức Phật. Chính vì sự tôn trọng đó nên chúng ta mới có chùa to tượng lớn. Nhưng cái rất quan trọng rằng Phật tử và quần chúng
cũng rất kỳ vọng các nhà sư chân chính cần phải bước ra thêm một bước nữa khỏi vùng an toàn của mình, nói lên những tiếng nói chân thật của đạo pháp để chống lại những kẻ xàm tăng đang làm hại quần chúng, làm hại Phật pháp và làm hại dân tộc. Sư Minh Tuệ đã tạm dừng bước khất thực trên đường, nhưng mà chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học, các giá trị mà sư khơi gợi và nhắc nhở lại cho người dân Việt Nam. Các Phật tử sẽ được lưu truyền và gìn giữ những điều hay lẽ phải từ sư Minh. Lý giải hiện tượng mây ngũ sắc liên tục xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh cùng hơn 10.000 tia sấm sét dội xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận, kỷ lục thế giới chưa từng có. Sự kiện này là thiên nhiên hay là tâm linh, có liên quan gì đến sư Minh Tuệ? Nói theo khoa học, người ta cho rằng đó là hiện tượng quang học nhiễu xạ ánh sáng giữa hơi nước của mây khi gặp mặt trời. Tuy nhiên sự việc này lại trùng vào thời điểm sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ, người cũng mang y áo ngũ sắc, đã làm chấn động tâm trí, tâm linh của thế gian hơn một tháng qua. Thiên Thượng vốn đã khai thị những hiện tượng như thế cho người dân chúng sanh tự giác ngộ, cảm nhận được gì từ khi Đức Ngài Thầy Minh Tuệ xuất hiện. Những tình tiết giống trong phim Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như được tái hiện lại qua mỗi bước chân của Ngài Minh Tuệ và đoàn sư theo Ngài. Nếu ai đã từng xem phim Đức Phật và theo dõi Đức Ngài Minh Tuệ, có những điểm giống nhau trùng khớp đến mức kỳ lạ vi diệu. Và lời tiên tri của Ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trước đó đã hơn 500 năm cũng có để lại bài thơ sấm truyền như sau, nói điềm báo của mây ngũ sắc. Vua còn quốc nguyệt cày mây, phong điều vũ thuận thú rầy an dân, phong đăng hòa cốc chứa chan. Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây, chính cung phương khảm vần mây, thức thay thiên tử là nay trị đời. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, ngoài tài thơ văn và nhân cách xuất chúng của một nhà giáo thì ông còn cực kỳ nổi tiếng vì tài tiên đoán tương lai, ứng nghiệm cả trăm năm. Bên cạnh đó, rạng sáng ngày 5 tháng 6 năm 2024, ông trời như nổi cơn thịnh nộ, giận dữ sấm sét kinh hoàng gần 10.000 lượt sét đánh, rồi xuống thủ đô Hà Nội là nơi thủ phủ sắc lệnh trung ương. Sau khi Đức Ngài Minh Tuệ và các sư thầy nghỉ ngơi vào nửa đêm, đã bị can thiệp đưa đi. Đấy là tội chia rẽ tăng đoàn và làm thân Phật chảy máu trong giáo lý kinh điển Phật có nói. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có hiện tượng sấm sét kinh hoàng như vậy, nhiều người đã liên tưởng tới sư Minh Tuệ nên đã rúng động tâm can. Bài viết này nên tập trung vào mây ngũ sắc video hôm 5 tháng 6 năm 2024 và ảnh mây ngũ sắc vào tháng trước từ khi Ngài Minh Tuệ xuất hiện, gây chấn động lòng dân. Và lời tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với sấm sét kinh hoàng sáng ngày 5 tháng 6 này, tất cả trùng khớp thời điểm những gì đang diễn ra. Sự xuất hiện của Đức Ngài Minh Tuệ đã gây rúng động mạnh mẽ lan tỏa khắp thời không, chạm vào sâu trong trái tim tâm thức, niềm khao khát cầu đạo của người dân chúng sanh. Bất kể từng hạng người của thế gian này, dù căn cơ trí tuệ thấp hay cao sâu như thế nào, những ai bất giác từng rơi nước mắt vì sư Minh Tuệ, những ai đã và đang mến mộ hoặc tôn kính đảnh lễ và tán thán sư Minh Tuệ, thì họ tất cả đều là con cháu của Đức Phật Như Lai. Những ai đã và đang sân si mỉa mai, phỉ báng xúc phạm chửi rủa hoặc ngăn cản trở ngại gây hại sư Minh Tuệ thì họ tất cả đều là con cháu của Ma Vương. Trích từ chia sẻ của Vạn Minh Cư Sĩ. Hương Đức Hạnh không ngừng bay xa. Cho tới hôm nay, Hạnh Đầu Đà không còn là cụm từ xa lạ. Nhắc đến Hạnh Đầu Đà, ta sẽ nghĩ ngay đến sư Minh Tuệ, mặc dù ông không phải là người thực hành hạnh này đầu tiên và duy nhất. Điều gì làm nên một liên tưởng mặc định như vậy? Vì hạnh tu này quá khó, không mấy ai làm được, và trong cái thời buổi này nó là thứ gì đó xa lạ, lập dị, kỳ quái. Nên sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã khiến Hạnh Đầu Đà như là pháp tu của riêng ông. Nhìn lại lịch sử, ngay thời Đức Phật tại thế, pháp tu này có không ít người thực hành, nhưng không phải ngẫu nhiên, mà đại đệ tử Ca Diếp được gọi là đệ nhất Đầu Đà, nghĩa là chỉ ông mới thực hành một cách nghiêm trì và đầy đủ nhất. Lịch sử Phật giáo trải dài gần 2.600 năm, tất nhiên đã từng có không ít cao tăng, thánh tăng chọn lựa con đường này và đạt được thành tựu viên mãn. Nhắc lại để minh định rằng không nên nhầm lẫn giữa Hạnh Đầu Đà mà sư Minh Tuệ đang hành trì là giống với cách tu của các nhà sư thuộc phái Cất Sĩ ở miền Nam trước 1975 hay những tu sĩ thuộc phái Nam Tông bây giờ. Giữa họ có một số điểm chung ở các pháp hành và giữ gìn giới hạnh. Nhưng ở sư Minh Tuệ, ông mới là người thực hành nghiêm MAT và rốt ráo tất cả 13 hạnh đầu đà ấy. Đó là lý do vì sao người ta kính trọng, ngưỡng vọng ông
đặc biệt ngay trong giới tăng ni hoặc những bậc cao tăng đức độ cũng phải tán thán. Vì sao vậy? Vì họ rõ hơn ai hết, ở thời điểm hiện tại, ông là duy nhất. Cho nên, cần hiểu cho đúng, sức hút của ông, sự lan tỏa của ông là do chính giới hạnh mà ông đắc được, chứ không phải là nhờ truyền thông và mạng xã hội, tất nhiên họ cũng có phần trong đó. Vẫn có một số người đánh đồng, việc tu như sư Minh Tuệ cũng đang có đầy ở các nước Phật giáo Nam truyền như Thái Lan, Campuchia, Miến Điện. Xin thưa, điều này không đúng. Ở các nước ấy họ tu thì cũng không khác mấy những tu sĩ Nam Tông ở Việt Nam. Có điều họ đông hơn, mạnh hơn vì Phật giáo nước ta theo Đại Thừa là chủ yếu. Tôi có tham khảo qua một số tu sĩ mà họ đã đi qua nhiều nước trên thế giới. Họ kết luận rằng như sư Minh Tuệ là rất hiếm. Đặc biệt, khả năng bộ hành đầu trần chân đất đi trên đường nhựa với sức nóng, bỏng da cháy thịt, có lẽ sức chịu đựng đó là vô đối. Nên nhớ, so với thời Ca Diếp đi khất thực, khi ấy chắc chắn không có đường nhựa, chỉ là đường đất và cây cối xanh tươi, bóng mát rất nhiều. Rõ ràng sư Minh Tuệ đã rèn luyện được một thân kim cang để có thể hành cước liên tục, mà trên nét mặt vẫn luôn bình thản, an lạc. Như vậy, thực hành được hạnh đầu đà là một sự phi thường. Cho nên không gì ngạc nhiên khi sư Minh Tuệ được đánh giá là một tu sĩ kiệt xuất nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Ngoài ra, cũng bởi hình ảnh của sư đã khiến bao người tỉnh thức, lột mặt bao kẻ rối gian và nhiều người đã buông bỏ tất cả mà bước theo ông trên con đường cao thượng này. Từ một hạnh đầu đà cứ thế đã có 72 hạnh đầu đà. Ta chưa bàn đến việc 71 hành giả kia có đủ căn cơ, ý chí để đi đến hết con đường hay không. Hoặc giả 71 vị ấy sẽ có bao nhiêu đầu đà đắc đạo. Việc đó không quan trọng, vì đâu phải cứ tu là đắc, cũng như thực tế ngày nay có bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu chùa chiền, mà có thấy vị nào đắc quả được đâu. Cho nên, chỉ cần họ dám lựa chọn hạnh tu này đã là một sự dũng cảm hơn người. Thế giới tìm một đầu đà đã hiếm, trong khi đất nước ta lại có cả một đoàn tăng hạnh đầu đà. Vậy, điều này không đáng để Phật giáo Việt Nam tự hào với thế giới hay sao? Có thể nói, hiện tượng này là hy hữu, khiến âm vang các nẻo, rúng động chư thiên, vì ngay cả khi Đức Phật còn tại thế cũng không có đầu đà đông như vậy. Trớ trêu thay, họ không lấy đó làm tự hào mà ngược lại họ không vui, lo lắng, bất an. Thế là đoàn đầu đà phải bị chấm dứt. Có lẽ, nếu không có bước đi này đoàn tăng ấy sẽ còn tăng thêm mỗi ngày và con số là không ai có thể biết trước. Khi ấy không biết thế giới nhìn vào chúng ta với con mắt như thế nào đây. Khi họ bị chặn đứng, chia tách, giải tán, đó là thời khắc u ám, ảm đạm với tất cả những người mộ đạo và lương thiện. Nhưng lập tức, như một tia sáng lóe lên khi mà những con người ấy rải đi khắp nẻo tìm nhau, cũng là lúc hạnh đầu đà xuất hiện mang theo hạt giống bồ đề rải khắp nơi nơi, và một lần nữa hương đức hạnh được lan xa, bay cao. Chỉ cần thấy một vị đầu đà, người ta sẽ nhớ ngay về sư Minh Tuệ, và chỉ như thế người ta đủ biết người tu là như thế nào. Người tu không cần ăn ngon mặc đẹp, người tu càng không được giữ tiền bạc. Khi đó các giá trị chân, ngụy, chánh, tà, thiện, ác tự khắc lộ rõ, và chúng Phật tử sẽ tự biết họ phải làm gì. Chưa dừng lại ở đó, sức mạnh của hạnh đầu đã như đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người. Nên ngay cả khi không gặp một vị đầu đà trước mặt mà chỉ cần nhìn thấy vài miếng vải rách, vải nhiều màu thì cũng đủ khiến họ nhớ về một đầu đà Minh Tuệ. Đây cũng chính là giá trị tỉnh thức mà ông đã mang lại. Một khi nó đã gieo vào đầu thì không một quyền lực nào có thể tẩy trắng đi được. Vậy nên, cho dù ông có bước đi hay dừng lại, cho dù những huynh đệ kia có tìm thấy nhau hay tan rã, thì sự tỉnh thức vẫn không thể quay đầu. Nó sẽ tiếp tục hành trình, nó phải hoàn thành sứ mệnh. Và đến một lúc nào đó ta lại thấy hạnh đầu sẽ có ở muôn nơi, có lẽ cũng sớm thôi. Hôm 5 tháng 6 năm 2024 xét ở bầu trời Hà Nội cả ngàn cơn. Hy hữu, kẻ vô thần lại thường hay sợ hãi, người tính thần thì đã có đức tin. Xưa nay thiên nhân cảm ứng, người xưa... Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, sự việc sư Minh Tuệ đã tạm dừng bước khất thực mấy ngày qua đã khiến cho quần chúng nhân dân vô cùng quan tâm và lo lắng cho sư. Mọi người đặt câu hỏi, vậy sư đã đi đâu? Sư thực sự đã ẩn tu nơi không ai biết đến, hay là sư đang bị một vấn đề gì đó mang tính chất chủ quan, vân vân? Đường phố không còn những đoàn người tấp nập kéo nhau trên đường đi theo sư Minh Tuệ. Thay vào đó là sự im lặng và hoài nghi từ dư luận. Đã có không ít thông tin được chia sẻ trên mạng,
về việc Sư Minh Tuệ tự nguyện dừng việc bộ hành. Song chúng tôi thiết nghĩ một người phi thường như Sư Minh Tuệ thì dù ở đâu sư cũng sẽ được bảo vệ và gia hộ bởi Phật Pháp. Chắc chắn sư sẽ được bình an. Mặc dù sư đã tạm ngừng việc khất thực, nhưng chúng tôi tin rằng bước chân của sư sẽ được hàng triệu quần chúng ở khắp nơi tiếp nối các bài học, các giá trị mà sư đã khơi gợi, nhắc nhở lại cho mọi người dân Việt Nam nói chung, Phật tử nói riêng, sẽ được lưu truyền và gìn giữ mãi về sau. Việc Sư Minh Tuệ tạm dừng việc bộ hành, chúng tôi nghĩ rằng có lẽ đây là một quyết định phù hợp với thời điểm và bối cảnh hiện nay. Phật tử và quần chúng kính quý sư, nhưng cũng lo cho sư khi có quá nhiều người vì ngưỡng mộ mà theo từng bước chân sư 24/24 trong suốt cả một tháng qua. Sư tạm dừng bộ hành, nhưng bước chân bộ hành của sư đã khắc ghi vào tâm thức của người dân Việt Nam, một hình ảnh sống động của một học trò của Đức Thế Tôn nguyên sơ chân thật nhưng rất dũng mãnh. Sư chỉ bình lặng bước đi mà đã làm lay động hàng triệu trái tim, trở thành một bài pháp sáng chói giác ngộ quần chúng, mang lại cho họ niềm tin về chánh pháp của Đức Phật và niềm tin vào cuộc sống và những điều tốt đẹp ở xung quanh mình. Đối với mọi chúng ta, hình ảnh của Sư Minh Tuệ đã vượt qua phạm vi một tôn giáo. Nó đã làm lay động quần chúng và kể cả những nhà tu hành ở những tôn giáo khác. Và nó không chỉ ở trong phạm vi của Việt Nam, mà nó đã lan ra tới phạm vi của cả thế giới. Hình ảnh của Sư là một hình ảnh của sự đoàn kết, vượt ra khỏi tôn giáo, vượt ra khỏi biên giới của một quốc gia. Hình ảnh đó làm chúng ta thấy rằng thật là tự hào, tuyệt vời và may mắn khi Việt Nam có được một công dân như Sư Minh Tuệ. Hôm nay sư dừng bộ hành, nhưng những việc làm của Sư Minh Tuệ trước đó chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi đã trở thành một biểu tượng của Đạo Phật, và đó cũng chính là biểu tượng cho tất cả những giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Sư kết nối giữa hai giá trị của Đạo Phật và giá trị cao đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta: chân thật, đạo đức, giản dị, mạnh mẽ, từ bi, trí tuệ và đoàn kết. Xin được cúi đầu cảm ơn sư đã xuất hiện ở nơi đây với chúng ta, để chúng ta có được cái cơ hội nhìn thấy cuộc sống, nhìn thấy Đạo Phật, nhìn thấy dân tộc chúng ta đẹp như thế nào. Sư Minh Tuệ làm chúng tôi nhớ đến một đoạn trong bài Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi, một tác phẩm được đánh giá là hùng văn muôn thuở. Như nước Đại Việt ta từ trước vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi non bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Tuy mạnh yếu cùng lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Có thể nói dân tộc Việt Nam chúng ta rất may mắn vì đời nào chúng ta cũng có những hào kiệt. Đất lành thì xin nhân kiệt. Sư Minh Tuệ xứng đáng là một công dân ưu tú của dân tộc Việt Nam, tấm gương của một bậc chân tu. Sư Minh Tuệ đã cho chúng ta rất nhiều các bài học. Chúng tôi xin chia sẻ một bài viết của một cá nhân được mọi người trên mạng xã hội đặt cho cái tên là Thích Phản Biện, chia sẻ bài học của riêng ông từ tấm gương của Sư Minh Tuệ. Chúng tôi học được 6 chữ rất là quan trọng. Một là thiểu dục tri túc, hai là câu chuyện về cúng dường, ba là câu chuyện về tài sản, bốn là câu chuyện của hành pháp và giảng pháp, năm là câu chuyện thái độ đối với quần chúng, và sáu là mục tiêu tối thượng thiểu dục tri túc ở một bậc chân tu như Sư Minh Tuệ. Chúng ta thấy sư chỉ ba y một bát, ăn một bữa một ngày, ở ngoài trời, ở nghĩa địa, ở gốc cây, đầu trần chân đất. Đối lập với những hình ảnh giản dị đó là một bộ phận,
chúng tôi chỉ dám nói là một bộ phận thôi, và hy vọng đó chỉ là một bộ phận nhỏ trong xã hội này. Những con người y áo sang trọng, chùa to tượng lớn, đủ mọi tiện nghi vật chất, đồng hồ đắt tiền, trang sức điện thoại, ô tô, nhà lầu, máy lạnh, đi đâu cũng có người phục dịch, cung phụng cúng dường. Bậc chân tu ăn một bữa một ngày, không nhận tiền, không đòi hỏi cúng dường, chỉ nhận thức ăn vừa đủ một lần trong ngày, không nhận thêm, không để dành qua ngày hôm sau. Khác biệt và đối lập hoàn toàn với một số tu hành, tăng ni, nhận tiền vàng đô la, đất đai, nhà cửa, đang khát khao cúng dường bằng mọi hình thức, mọi thủ đoạn để vơ vét tiền bạc của Phật tử, của chúng sanh. Tài sản của bậc chân tu, không có tài sản không tích lũy, buông bỏ tất cả. Trong khi đó, một số cá nhân tu hành, tài sản nhiều vô kể, nhu cầu tích lũy vật chất vô cùng to lớn. Bậc chân tu hành pháp một cách nghiêm túc triệt để. Đây chính là điều mà chúng ta nói đến chữ dũng mạnh đối với sư Minh Tuệ. Nhìn vào sư Minh Tuệ, người phàm chúng ta có thể quan sát thấy bằng mắt, đó là sự nghiêm túc hành pháp của sư. Sư không cần nói nhiều, nhưng mà chính cái thân giáo của sư thì đã là một sự hoằng pháp rất mạnh mẽ. Đối với một số vị chân giả thì sao? Họ ngồi trên ghế cao lộng lẫy như vua chúa, ban phát giáo pháp cho chúng sinh, thường xuyên xuyên tạc giáo lý của Đức Phật, thậm chí còn dám sửa cả ngũ giới của Đức Phật. Họ tự do sàm ngôn, lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan và luôn luôn hăm dọa chúng sinh, dùng các thuyết nhân quả độc hại để trục lợi, bắt buộc chúng sinh cúng dường. Thái độ với quần chúng, bậc chân tu nói năng khiêm hạ, xưng con với Phật tử, không bao giờ tự gắn cái mác, các cái danh hiệu và luôn xem mình chỉ là đệ tử thực hành theo lời dạy của Đức Phật mà thôi. Còn chân giả thì như một sư vương rất chú trọng nghi lễ, lễ bái, bắt Phật tử quy lại mình. Ai góp ý thì cho là giặc, là phản động, được tổ chức một cách bài bản, có hệ thống. Mạng lưới truyền thông mạnh mẽ bền chặt từ trên xuống, từ trong nước cho tới nước ngoài, đặc biệt gần đây còn xâm nhập sâu sắc vào thanh thiếu niên, một quy mô rất lớn. Những người này bên cạnh việc tu hành thì họ làm đủ thứ nghề, nghề thầy tu, nghề thầy thuốc, nghề thầy bói. Họ bán thuốc, họ chữa bệnh, chữa đủ thứ các loại bệnh, được cho là bệnh nghiệp, bệnh nhân quả. Rồi họ thuyết giảng đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, chứ không phải chỉ giáo lý của Đức Phật. Từ những chuyện tình yêu nam nữ, chuyện quan hệ tình dục, tham ái, đủ thứ chuyện trên đời. Họ gắn trên người mình rất nhiều loại các danh hiệu, tiến sĩ Phật học, tiến sĩ luật học, nhân tài đất Việt, vân vân. Mục tiêu tối thượng của bậc chân tu là ý nguyện tu để trở thành người giác ngộ, để trở thành Đức Phật rất là mạnh mẽ, rất là triệt để. Và chỉ có một mục tiêu duy nhất đó mà thôi. Khi tu hành rồi thì tự khắc sẽ giáo hóa được chúng sinh. Bài học rất là rõ nét, giống như thời Đức Phật và tăng đoàn của Ngài lúc còn tại thế. Trái ngược với bậc chân tu, chân giả luôn nói đến độ sinh, độ chúng sinh. Buồn cười ở chỗ, chính họ còn tu chưa xong, tu chưa tới đâu mà lại đi dẫn đường thuyết pháp thì dẫn đường cho ai được. Cũng giống như người không biết bơi mà lại kéo cả triệu người bơi sang sông với mình thì chẳng phải sẽ có người bị chết đuối hay sao? Chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng việc so sánh này là so sánh giữa một bậc chân tu với một bộ phận không phải là số đông các vị tu đang lầm đường lạc lối với giáo lý của Đức Phật ngoài kia. Rất rất nhiều các nhà sư chân chính, uy tín và nổi tiếng đang thực hiện con đường Đức Phật đã dạy. Mỗi người có một hạnh nguyện để tu, và chùa to tượng lớn cũng rất là quan trọng.
Bởi vì bây giờ có hàng trăm ngàn tín đồ theo học đạo thì chùa to tượng lớn là đương nhiên. Đây chính là nơi để giáo hóa được đông đảo chúng sinh. Chùa to tượng lớn không phải là không tốt, mà chính hành động của một số cá nhân đang tu tập ở trong đó đang làm mất đi giá trị cốt lõi của đạo Phật, làm cho quần chúng hoang mang. Và họ tự đặt câu hỏi trở lại: chùa to tượng lớn để làm gì? Có ích gì? Trước khi sống và thực tập ở nơi chùa to, người tu hành chân chính phải tu cho triệt để, phải đạt được đỉnh cao của sự giác ngộ giải thoát, buông bỏ được hết mọi tham sân si ở đời của chính mình, rồi sau đó mới nghĩ tới giác ngộ chúng sinh. Nếu bản thân mình còn chưa tu tới nơi, thực hành chưa tới chốn, mà đã muốn cứu độ chúng sinh thì hãy cẩn trọng với những phát ngôn, những thuyết pháp của chính mình. Rõ ràng trong thời gian qua, khắp mạng xã hội đăng tải lan truyền rất nhiều hình ảnh sai trái của một số vị tu được quần chúng gọi là xàm tăng. Chúng ta quan sát thấy rất rõ rằng một số xàm tăng đã lợi dụng lòng tin vào Phật Pháp của quần chúng và cố tình bẻ cong giáo pháp của Đức Phật, thuyết giảng về nhân quả, truyền bá mê tín dị đoan, gây hoang mang cho dư luận, khiến cho không ít các Phật tử nghe theo bị dẫn dắt vào sự u mê, gây ra một hệ lụy rất đáng tiếc. Khi cái gốc chưa vững mà xây chùa to tượng lớn, thì ở đây còn có ý nghĩa về sự xa hoa phung phí trong lối sống của một bộ phận những người tu. Từ hình ảnh của sư Minh Tuệ, bậc chân tu, và hình ảnh hiện nay trong lối sinh hoạt mà mắt thường có thể quan sát được của một bộ phận các tu sĩ, chúng ta thấy rõ rằng hàm ý về câu chuyện chùa to tượng lớn là để nói lên rằng cái tính thiểu dục tri túc trong câu chuyện này. Chúng tôi tự đặt câu hỏi liệu đồng tiền và các tài sản vật chất có phải đã và đang làm tha hóa, làm hỏng đi đường tu chân chính của một số tu sĩ hay không? Những con sâu đang làm rầu nồi canh ở ngoài kia, những người đang làm cho Phật Pháp ngày một xa rời quần chúng, mãi cho tới khi sư Minh Tuệ xuất hiện như một cơn mưa rào tẩm mát thân tâm của mỗi người. Người ta ví gặp sư Minh Tuệ giống như người chết khát trên sa mạc gặp được nước. Sư như một luồng ánh sáng hào quang chiếu rọi, xuyên tâm mọi trái tim đang bất ổn, đánh thức niềm tin vào Phật Pháp một cách đầy trí tuệ của mỗi người sau một thời gian dài bị dẫn lối u mê. Nói đến đây, sẽ có một số cá nhân sẽ cho chúng tôi đang cuồng tín sư Minh Tuệ quá mức, bôi nhọ các nhà sư nọ kia. Nhưng không, chúng tôi chỉ đang trình bày quan điểm cá nhân, và chúng tôi chỉ nói đến một số nhà sư xàm tăng hiện rõ trên mạng xã hội những ngày qua. Chúng tôi chỉ nói tới một số rất ít những xàm tăng và những người được chỉ ra này luôn có những bằng chứng hết sức xác thực. Quần chúng lên án các xàm tăng một cách rất rõ ràng trước khi sư Minh Tuệ xuất hiện, chứ không phải là lấy cơ hội của sư Minh Tuệ quần chúng mới nói về câu chuyện này. Hình ảnh của sư Minh Tuệ chỉ như là một phát súng bắn vào đích để thức tỉnh mọi người bằng tiếng vang của nó mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta cũng tự hỏi các nhà sư chân chính cũng đang ở đâu? Các sư có đang lắng nghe quần chúng nhân dân hay không? Khi quần chúng nói về xàm tăng và chỉ ra rất nhiều những biểu hiện của xàm tăng với rất là nhiều bằng chứng rõ rệt, thì các sư đã và đang làm gì? Chỉ đến khi quần chúng chỉ thẳng vào chùa to tượng lớn của một bộ phận tu sĩ sai lệch, thì các sư mới bắt đầu lên tiếng bảo vệ cho tôn giáo của mình. Các sư có đang thực sự công bằng với Phật tử quần chúng và với nhân dân cả nước hay không? Liệu chuyện hoằng pháp xây chùa rất to để hoằng pháp, để dạy dỗ cho mọi người có thực sự cần thiết hay không? Trong khi đó, những kẻ xâm phạm giáo pháp của Đức Phật, thay đổi giáo pháp của Đức Phật, nói những điều săn bậy để gọi là trục lợi từ hàng triệu tín đồ, thì các sư im lặng,
rồi ra một vài văn bản không có tính răn đe, kiểm điểm gì hết. Liệu như vậy thì đã hoằng pháp hay chưa? Trở lại câu chuyện Phật tử cũng như những người